Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy không bàn siêu nhỏ và chất lượng của hãng Hồng Ký của Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Với mã sản phẩm là KD600. Với thân máy thì khá là nhỏ gọn. Con này thì nó gắn được mũi Phi 13 nha các bạn, tối đa. Và nó sử dụng điện 220. Với đi kèm với máy thì hãng cũng cho chúng ta một catalog và hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết và phiếu bảo hành chính hãng của Hồng Ký trên toàn quốc. Và bên cạnh đó nữa thì con máy thì như các bạn thấy thì rất là nhỏ và trọng lượng thì con này lên tới 20kg nha. Là nhỏ nhưng mà trọng lượng cũng khá là nặng. Và bên cạnh đây là cái bộ phận motor điện. Thì motor điện bên này thì có cái bộ phận motor chính hãng của Hồng Ký luôn, với sử dụng công suất là 2250W. Và motor này sử dụng điện 220. Đấy, như các bạn có thông số điện rất là kỹ càng ở trên phần motor. Và bên cạnh đó thì bộ phận này là bộ phận điều chỉnh mũi khoan xuống. Đây, mũi khoan xuống đây nha các bạn. Với thông số kỹ thuật của con máy này thì được in ở phía trên phần đầu đây nha các bạn. Nó có 5 cấp độ và cấp độ thứ nhất thì nó từ 625 tới cấp độ cao nhất là 2700 nha các bạn, vòng trên phút đấy. Và cái này thì điều chỉnh ba tay cầm nên chúng ta rất là dễ dàng điều chỉnh lên xuống và điều chỉnh bàn. Đây, bàn cũng khá là nhỏ gọn. Thì ở đây là không mini thôi nha các bạn. Và đây phía trên chân đế thì có cho chúng ta bốn cái bộ phận ốc để mình cố định vào một địa điểm nha các bạn. Và đây là cái bộ phận để chúng ta khi ngăn ba giớ nha các bạn, khi chúng ta sử dụng rất là chất lượng ha. Và bên cạnh đó nữa thì đây, thước đo. Ở trên này thì có cái thước để chúng ta dễ dàng đo về cái mili cho chúng ta sử dụng chính xác nha các bạn. Đây, khá là nhỏ gọn. Đây, đầu gắn mũi tối đa 13. Rất là chất lượng, rất là nhỏ gọn. Với dây điện, dây nguồn thì khá là dài khoảng 2,5 và 2 chấu nha các bạn. Rất là chất lượng, hàng chính hãng của Hồng Ký. Và bên trong thì đây, cái bộ phận bên trong thì có dây coro và hai cái bu ly nha các bạn. Đây, hai bu ly đây, dây coro khá chất lượng. Và chúng ta nếu mà chúng ta muốn tăng cái cấp độ lên á thì chúng ta phải điều chỉnh ở dây coro nha các bạn. Thì đây, điều chỉnh ở phía này, chúng ta vặn ra và kéo cái motor vào và chỉnh dây coro của chúng ta thôi, khá là đơn giản. Nhỏ gọn và rất là dễ dàng sử dụng, cho gia đình hoặc trong những việc mà khoan nhỏ cần thiết nha các bạn, không nhiều. Đây, con này sẽ giúp cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy khoan bàn mini của Hồng Ký với mã sản phẩm là KD600. Thì nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm trên này.